Các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là chiều ngày thứ hai, ngày 27 tháng 6 2022 nha. Mình lại tiếp tục gói hàng. Thì nãy giờ đi ở ngoài trường về mình làm được mấy cục anh em. Mấy cục mình để ra ha. Đó, pin nè, USB ngàn nè. Bây giờ tiếp tục mình lại gói gói mấy cái đèn nữa nè. Nè, đèn mới nha anh em, đèn mới ha. Intelligy ha, Intelligy nha anh em. 400W. Giá cái này đang bán lẻ thị trường là 1 triệu 9. Đó thì mình đang bán cho công trình ở ấp mình anh em. Ấp mình có công trình làm một cái chỗ để lắp cho cái chỗ công cộng á. Đó là cái chỗ nhà thờ lắp công cộng ha. Thì mình mới đem ra để cho ông anh mình tới ông lấy để ông đi gắn cho người ta ha, gắn cho công trình của ấp. Ông anh mình cũng là trưởng ấp của ấp luôn em anh em. Và mạnh thường quân người ta mua người ta cho ha, cho ảnh đi gắn. Đó thì bây giờ tiếp tục mình lại gói đèn. UFO ngàn, UFO ngàn này mình gửi cho anh Bình Lê ở Thuận Kiều, phường 4, quận 11. Phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 48 trên 6 Thuận Kiều. Thì anh Bình ảnh có tâm sự với mình là ảnh coi kênh YouTube của mình lâu rồi. Và ảnh cũng có lời khen trên kênh anh em, khen là mình giải thích về đèn cũng kỹ, mà nói năng thì lưu loát và có sự chân thành, cũng như là ảnh rất là tin tưởng với cái sự chân thành của mình, và ảnh quyết định mua thử một cái này thử anh em. Mong rằng ảnh thử cái này thì ảnh sẽ hài lòng và ảnh quay lại ảnh mua nữa ha. Ảnh thử cái này, ảnh ở Sài Gòn nhưng mà ảnh thử đàn ảnh mua ảnh gửi về cho quê vợ ở Cần Thơ nè. Thì cái này không biết ảnh đem về bằng cách nào, có thể anh đi xe về hay kiểu gì đó, nhưng mà giờ mình gửi lên Sài Gòn cho ảnh rồi ảnh mới đem về Cần Thơ gắn cho ba vợ ha. Đó thì cảm ơn anh rất là nhiều. Những anh em mà coi kênh miền Tây Solar lâu và đặc biệt là những anh em đã mua hàng thì hiển nhiên sẽ rất là tin tưởng, tại vì mua hàng rồi sẽ biết đó là hàng gì, JD như thế nào, chính hãng như thế nào ha. Còn những anh em mới á, thì mới lo lắng thật là nhiều ha, lo lắng nhiều. Thì anh em thấy là hàng có tem xuất xứ nè, thấy không, tem xứ nè. Đó, thùng của Zin Đan đây nè, này mình khui ngược nha, khui từ đít lên đó, hàng Zin Đan có thùng bọng rồi ha. Đó, đàng hoàng. Đặc biệt là cái UFO ngàn và UFO 500 ở trên cái thân hình của đèn nó không có chữ Zin, cho nên nhiều anh em sợ là mình treo đầu dê bắt chó, nghĩa là cái thọp thì đúng nhưng mà cái đèn thì không đúng. Đó thì anh em, nếu mà anh em nghĩ vậy là đang coi thường mình rồi anh em. Mình mà làm chuyện đó thì đúng ra mình là cặn bã rồi, đúng không? Mình vô cùng ghét ai mà làm những cái chuyện tráo trở như thế. Mà nhưng mà nhiều anh em cũng nghĩ vậy nha, tại vì rất là nhiều người bị gạt trên mạng rồi, bị gạt riết rồi, giờ thấy đâu cũng sợ anh em, thấy đâu cũng nghĩ là lừa đảo, cho nên là có lòng hoài nghi rất là nhiều. Thì cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên thôi, mình cũng không có buồn nữa. Mình chỉ hơi hơi tiếc tiếc xíu, và mình khuyên mấy anh em nên coi nhiều video của mình hơn nữa, chứ buồn thì không có gì để buồn, tại vì trên mạng mà trăm người 10 người 10 ý anh em. Thì như anh em thấy là UFO ngàn thì trong những cái ngày vừa ba qua là bán rất là nhiều. UFO 500 anh em cũng ủng hộ nhiều nữa, nhưng mà không bằng ngàn đâu, ngàn nhiều hơn. Tấm pin 25W nha, mặt trên của nó nè anh em. Đó, đem về và chỉ lắp thôi chứ không có làm gì nữa hết trơn nha. Đó. Chừng nào anh em muốn lắp ở trong nhà, gỡ tấm pin nó ra thì mới chỉnh trang lại thôi. Còn này đã chuẩn rồi. Thì mình dở lên nó gặp mặt trời nó sẽ chuyển qua đèn đỏ nó sạc ha. Và để xuống thì nó sẽ không sạc nữa. Và 988 con SMD 5730 ha. Bắt lên nè. Đó. Bắt lên. Cháy ok ha. Đó. Rồi dở lên thì hiển nhiên nó sẽ tắt. Đó, để xuống thì nó sẽ sáng. Đó. Chế độ radar, đứng im chờ chế độ radar nó bật nè. Radar nghĩa là nó giảm 50% độ sáng lại để tiết kiệm pin đó nè. Đấy. Chưa hả? Nó chưa radar hả? Để người ta bấm nút radar cái nha. Bấm nút radar nè. Rồi, cố gắng đợi vài giây để cho đèn nó bật chế độ radar này. Không lẽ cái quạt. À, đó đó, radar đó nè. Đó, quên cái là nó lên lại ha. Đấy, thì on off auto đồ các kiểu ha. Đấy. Thì đèn của mình là vậy đó anh em. Tấm pin 25W, 988.5730, bộ pin lưu trữ 25 giờ. Đường kính của nó là 5 tấc rưỡi. Nói chung là ảnh khen thì mình thấy là lời khen này cũng như là nhiều lời khen khác của các anh các chú, đặc biệt là các chú lớn tuổi, chú khen là có gì nói đó, chân thật. Đèn chính hãng nói chính hãng, đèn dởm nói đèn dởm, nhưng mà mình không có bán đèn dởm nha, chỉ bán đèn chính hãng thôi. Và
người đã mua rồi thì người ta khen là trên video làm sao thì cái đèn thực tế gửi đi như vậy, thì cái điều đó là hiển nhiên rồi anh em. Ai xác định buôn bán lâu dài là mua bán sao cho mà cái người khách của mình, người ta mua rồi mà người ta quay lại người ta mua nữa, đó mới là đỉnh cao buôn bán anh em. Chứ còn mà bán một lần rồi người ta chạy mất dép thì cái đó là lừa gạt anh em, tồn tại không có lâu đâu, tồn tại chừng 5 2 năm là tự nhiên là phá sản thôi, tại vì người ta chạy mất tiêu rồi lấy đâu ra khách hàng nữa, với lại người ta chạy mất thì người ta không bao giờ giới thiệu cho người thân mua. Còn này là mình bán, anh em mua rồi mà giới thiệu cho người thân mua thêm rất là nhiều nha, thì chẳng những mua thêm người thân mà mua tặng cho người thân, rồi mua cho anh em, mua giùm cho hội đoàn, mua giùm cho xã, cho ấp đồ nữa, rất là nhiều luôn. Cho nên là anh em nhìn vào đó mà cứ gọi là an tâm ha, ai coi kênh mình nhiều rồi nhiều thời gian sẽ biết vấn đề đó. Thì đèn hiện vậy đó anh em, ngàn watt này giá là 1.130.000. Anh em nào đam mê cứ liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Xin chào anh em ha, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo. Bữa nay mình quay không có dài được, lý do là tại vì giờ chiều mình gói rất là nhiều, cho nên là mình quay dài quá sợ không đủ thời gian nha. Thôi mình kết thúc video ở đây. Anh em nhớ cho kênh Miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn lần sau.